diễn viên Hoàng Anh lần đầu trải lòng về cuộc hôn nhân với người vợ Việt Kiều. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, khi được hỏi, nhiều nghệ sĩ lấy vợ Việt Kiều đều không lo lắng nhiều về kinh tế, trong khi anh lại tất bật chạy show và lo toan nhiều hơn. Tại sao lại như vậy? Hoàng Anh chia sẻ, bản thân tôi khi đã lấy vợ có con, là một người cha, người chồng rồi, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm với gia đình, không phải cứ lấy vợ Việt Kiều là vợ Việt Kiều sẽ lo cho đâu. Tôi là trụ cột gia đình mà, hai vợ chồng còn phải hỗ trợ cho nhau. Khoảng thời gian anh bay liên tục giữa Việt Nam và Mỹ cũng là lúc mà vợ anh có em bé. Có khi nào chị ấy bị căng thẳng với áp lực vì chăm sóc con nhỏ dẫn đến phàn nàn anh không? Chắc chắn có, vợ chồng sống xa nhau, đôi khi con bệnh con đau, một mình vợ tôi bên đó khá ức chế. Cô ấy bảo anh qua đây với em đi, tôi khó chịu trong lòng lắm. Con tôi đang lớn lên từng ngày, tôi muốn chứng kiến từng khoảnh khắc con mình trưởng thành. Đây là một áp lực với tôi. Tôi mong một ngày không xa, tôi sẽ sang gần con hơn. Tôi nghĩ sẽ đến lúc bản thân ngưng theo nghề một thời gian vì gia đình. Niềm đam mê trong tôi vẫn cháy, nhưng hoàn cảnh cuộc sống không ai giống ai. Tôi vẫn phải gần vợ con mình trong một thời gian, một hay hai năm nữa. Nếu tôi nhớ nghề, có lời mời từ Việt Nam, tôi vẫn sẽ về. Nhiều khán giả đưa ra thắc mắc, vì sao anh không đưa vợ con về Việt Nam sẽ tiện hơn nhiều. Tôi đưa vợ về cũng vẫn được. Tuy nhiên, vợ tôi đã sống ở Mỹ từ nhỏ đến lớn, buộc cô ấy về Việt Nam sống cùng sẽ hơi khó. Cô ấy về với tôi, cô ấy sẽ phải hy sinh, phải tập quen với mọi thứ từ đầu. Thôi thì tôi hy sinh đi, tôi sang đó với cô ấy vẫn sẽ tốt hơn. Nghe anh nói như thế, anh là một người thương vợ con. Tuy nhiên, khi anh lấy vợ lại có khá nhiều điều tiếng không hay, anh có cảm thấy bất công với mình không? Năm ngoái tôi cưới vợ, tôi mang nhiều điều tiếng lắm. Cuộc sống của tôi ngoài đời là sống cho chính mình. Trên phim ảnh, trên sân khấu tôi mới sống cho khán giả. Bản thân tôi muốn gì, cần gì thì tự bản thân tôi biết. Tôi không thể cứ làm theo yêu cầu của khán giả được. Chính vì vậy tôi không sợ điều tiếng xấu đến với mình. Tôi biết tôi nên làm gì và cần làm gì ở thời điểm nào. Sau khi lập gia đình tôi mới tin vợ chồng là duyên nợ. Khi duyên nợ đến không thể chạy đi đâu được. Khi anh gặp những điều tiếng như thế, vợ anh có chia sẻ với anh hay không? Vợ tôi cũng buồn, cô ấy cũng an ủi ngược lại tôi. Tôi bảo em à, nhiều người sẽ không tin mình đến với nhau là vì tình yêu. Họ cứ nghĩ chúng ta đến với nhau là vì vật chất. Nhiều người đang coi hai đứa mình sống như thế nào đó em. Vì vậy hai đứa mình phải chứng tỏ cho mọi người rằng mình sẽ hạnh phúc. Ở nước ngoài sự riêng tư được xem trọng. Khi về Việt Nam và khi lấy anh, vợ anh phải chịu áp lực từ dư luận. Vợ anh có từng nói về điều này với anh hay không? Thời gian trước có nhiều người nhắn tin Facebook cho vợ tôi khá nhiều, họ nói này nói nọ đủ chuyện, vợ tôi có kể cho tôi nghe. Cô ấy nói vì anh nên em mới không trả lời cho họ đó, chứ không vì anh là em không nhịn họ đâu. Đó là một điều rất tội và thiệt thòi cho vợ tôi khi lấy một diễn viên như tôi. Anh có cảm thấy giữa tình yêu và vật chất luôn gắn kết với nhau, vật chất cũng là một điều quan trọng quyết định cuộc sống hôn nhân. Bây giờ tình yêu thường gắn với vật chất, có ai yêu mà không ăn uống bao giờ đâu. Cuộc sống bây giờ người ta dễ chạy theo cám dỗ vật chất, như nhân vật công của tôi trong phim cũng đâu phải là thánh, cũng chỉ là người trần mắt thịt, mèo nào không chê mỡ. Chính vì vậy, công mới sa ngã một chút, đó là một hiện tượng bình thường với cuộc sống. Anh là diễn viên điển trai và nổi tiếng, anh có tự tin mình giữ được tình yêu khi sống xa vợ. Vợ tôi gọi về cho tôi hoài, cô ấy cứ hỏi có ai theo tôi không, có ai bên cạnh tôi không. Lâu lâu tôi phải trấn an vợ mình một chút để vợ tin tôi. Vợ chồng xa nhau chỉ có điện thoại di động để kết nối với nhau, tôi phải an ủi vợ tôi rất nhiều. Anh đóng nhiều với bạn diễn nữ xinh đẹp và được nhiều fan nữ vây quanh, có khi nào anh bị say nắng và dám thừa nhận say nắng với vợ anh hay không? Trước khi lấy vợ, tôi đã từng say nắng. Lúc đóng phim, tôi cảm thấy đôi khi mình động lòng với bạn diễn nữ một chút. Tuy nhiên, khi đã có vợ, tôi sẽ có trách nhiệm và ý thức được bản thân mình hơn. Tôi sẽ say nắng đó nhưng có giới hạn nhất định. Say nắng để có cảm giác với bạn diễn, để diễn tốt hơn, chứ không phải kiểu say nắng để đi quá xa. Tôi điều khiển cảm xúc của bản thân rất tốt. Vợ anh có ghen hay không? Vợ tôi ghen lắm. Vợ tôi nói em tin anh, nhưng em không tin mấy người khác. Tôi nói gì vợ tôi cũng tin, vì yêu tôi chắc chắn phải tin tôi. Khi tôi độc thân, đôi khi khán giả nữ nhắn tin cho tôi thường xuyên tương tác trả lời, từ khi có gia đình tôi hạn chế lại. Khi có con, điều gì thay đổi lớn nhất ở anh? Tôi không sợ già nữa, tôi thấy mình già một chút cũng không sao. Tôi sợ tôi không ở bên cạnh con khiến tình thương cha con không có nhiều, tôi đang thèm khát được gần con tôi. Để đánh đổi giữa hào quang và cuộc sống gia đình, liệu anh có cam tâm? Cuộc sống hoàn cảnh của tôi hiện tại buộc tôi phải chọn lựa.
Nếu bạn nói tôi có hào quang thì tôi đang có hào quang. Tôi dừng lại khi còn hào quang vẫn hơn là khi tôi không còn hào quang mới ra đi. Khi khán giả còn thương, còn nhớ tôi nhiều nhất, tôi ra đi lại được luyến tiếc hơn là khi sự nghiệp của tôi không còn nữa. Khi tôi ra đi một thời gian ngắn, lúc trở về vẫn sẽ được khán giả thương hơn. Nhiều nghệ sĩ Việt Nam khi sang nước ngoài sinh sống sẽ phải rũ bỏ hào quang và làm nhiều công việc khá cực nhọc. Anh đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với những biến đổi này chưa? Tôi đang chuẩn bị tâm lý một cách từ từ, buộc phải như vậy thôi, tôi không có sự chọn lựa. Nếu làm nghệ thuật thì phải xa vợ con, tôi phải đánh đổi sự nghiệp để được gần gia đình. Là niềm đam mê thì đã ăn trong máu, khó thay đổi. Khi nào cuộc sống ổn định, tôi sẽ trở về với niềm đam mê của mình. Chắc chắn sau một thời gian đi xa trở về, thời thế cũng không còn được như ngày xưa. Tôi phải chịu thôi, quy luật mà. Lúc đó tôi sẽ phải nhận vai cha, vai chú. Quan trọng là vẫn trụ được với nghề là vui rồi. Hello góc khuất về cuộc sống của con trai Lê Giang với vợ và người con riêng. Mới đây, Trân Châu tiết lộ cô từng kết hôn và có con năm 17 tuổi trước khi đến với Duy Phước, con trai lớn của nghệ sĩ Lê Giang và Duy Phương. Thông tin này đã khiến nhiều người tò mò về cuộc sống của họ hiện nay như thế nào. Trong một buổi talk show, Duy Phước đã chia sẻ về cuộc sống hiện tại với vợ hơn 8 tuổi và đang nuôi hai con riêng của vợ. Cuộc sống hiện tại của Duy Phước và Trân Châu hiện nay như thế nào? Chúng tôi đang chung sống với nhau đúng nghĩa vợ chồng nhưng chưa có đám cưới, chỉ đăng ký kết hôn. Tôi cũng đang sống với hai đứa con riêng của vợ, bé gái 16 tuổi, bé trai 8 tuổi, còn con chung của hai đứa thì chưa có. Cô ấy cũng muốn sinh cho tôi một đứa nhưng tôi muốn đợi hai đứa lớn rồi hẳn có con riêng, như vậy mình mới có thời gian chăm sóc cho con kỹ hơn. Hai người quen nhau trong tình huống nào, có biết rõ về quá khứ của nhau hay không? Hồi đó hai đứa chơi chung trong một nhóm bạn suốt 2 năm, nhóm đặt ra nguyên tắc là người trong nhóm không được yêu nhau, chúng tôi chơi thân và thậm chí xưng hô mày tao với nhau. Cô ấy có bạn trai tôi cũng biết, tôi có bạn gái cô ấy cũng biết, rồi đến một ngày hai đứa thấy cô đơn rủ nhau đi ăn ốc, nói chuyện xàm xàm, sau đó tôi về nhắn tin cho cô ấy, hai đứa nhắn qua nhắn lại, chia sẻ thổ lộ nhiều, rồi yêu lúc nào không biết. Hai đứa cũng tâm sự với nhau nhiều, kể về quá khứ cho nhau nghe. Tôi nghĩ biết quá khứ là để hiểu nhau hơn, xong rồi ném nó vào một góc coi như kỷ niệm, quan trọng là tương lai. Hai người thì chấp nhận quá khứ của nhau, vậy còn gia đình thì sao? Đặc biệt là chỗ bà Duy Phương, mẹ Lê Giang, họ có chấp nhận cuộc tình này hay không? Lúc đầu chúng tôi giấu không cho ba mẹ biết là cô ấy đã có con, dù sao cô ấy cũng lớn hơn tôi 8 tuổi. Khi biết thì ba mẹ tôi phản đối. Ba nói con suy nghĩ kỹ chưa, người con đang quen lớn tuổi hơn con, từng kết hôn, lại có con riêng nữa, con còn trẻ, có tương lai, nếu con lấy, con sẽ phải gánh rất nặng. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, nhưng không hiểu sao, xa cô ấy thì tôi nhớ, tôi cảm thấy đồng cảm được. Tôi nói ba mẹ yên tâm, con làm được, con thấy cô ấy là hạnh phúc của con, sau này buồn vui sướng khổ gì con chịu, con muốn tự quyết định đời mình. Tôi cũng về kể với cô ấy, tôi nghĩ đã thương nhau rồi thì không phải giấu giếm điều gì. Tôi nói với cô ấy rằng ba mẹ thế nào anh không biết nhưng anh thương em. Anh muốn chứng minh tình cảm của mình rồi ba mẹ sẽ hiểu. Cô ấy nói em lớn tuổi lại có con, sao anh không tìm người khác để có cuộc sống sau này bớt khổ. Nhưng tôi thương cô ấy quá, không bỏ được. Những điều người lớn nói không phải là không có lý. Dù Duy Phước đã tự lựa chọn nhưng thực lòng đã bao giờ Phước chung bước. Có, nhiều lúc tôi quá mệt mỏi, tôi muốn nói với cô ấy chắc anh không cố gắng được nữa, anh không còn sức. Thời điểm đó tôi không đi diễn chung với ba nữa, mà tách ra ở riêng, làm riêng nên kinh tế rất khó khăn. Tôi đi xin diễn không lấy tiền ở nhiều sân khấu, vì mình muốn thể hiện cho họ thấy trước, khi có niềm tin họ sẽ mời mình. Có nhiều lúc tôi không có tiền, phải đi mượn anh em bạn bè ngoài xã hội. Tôi chỉ nói với họ là có việc và cần sự giúp đỡ, chứ không nói là về lo gia đình. Tôi mang ơn những người anh em đó lắm, đó là lúc tôi khó khăn nhất. Đối với những người làm cha mẹ, kinh tế gia đình quan trọng lắm. Có một đứa con, gánh nặng kinh tế đã lớn, phải lo biết bao nhiêu là thứ từ chuyện ăn học tới chi phí sinh hoạt. Ai đã có con thì chắc chắn sẽ đều hiểu. Còn tôi, có tới hai đứa nên kinh tế càng nặng hơn. Ngay ở thời điểm này, vợ chồng tôi vẫn ở nhà thuê, hàng tháng tiền nhà, tiền điện, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình, ăn học của con, tôi là người lo. Cũng may mắn là kinh tế tạm thời đã đỡ hơn trước rất nhiều. Duy Phước nổi tiếng từ nhỏ, có rất nhiều cô gái yêu mến. Phước có nhiều cơ hội tốt hơn, tại sao lại chọn Trân Châu để phải cực khổ như thế này mà không phải là một cô gái khác? Tôi nghĩ đó là duyên. Đúng là tôi có rất nhiều người con gái yêu thương mình, tôi cũng dễ đón nhận tình cảm của nhiều người.
Đến giờ tôi cũng không tin được rằng với tính cách và hoàn cảnh đó mà chúng tôi vẫn ở được với nhau tới nay là 6 năm. Có lẽ tôi thương vợ mình ở nỗi cực khổ của một người mẹ, phải gánh gồng lo cho hai con. Tôi là đàn ông, chia sẻ gì được thì tôi sẽ chia sẻ. Tôi nghĩ mình cần phải xin lỗi trước khi câu hỏi này. Vậy tình cảm ấy liệu có xuất phát từ lòng thương hại hay không, Duy Phước? Không, tôi cảm nhận rất rõ về cuộc tình này, chắc chắn đó không phải là lòng thương hại. Những đứa trẻ không có tội tình gì, mình nên đồng cảm nhiều hơn. Tôi yêu người phụ nữ ấy chân thành thì phải yêu luôn cuộc sống, hoàn cảnh và cả những đứa con của cô ấy. Trong xã hội bây giờ, chắc chắn có nhiều người đàn ông cũng làm được như tôi, nhưng chắc chắn mọi người sẽ không thể ngờ được tôi quen Trân Châu khi mới 20 tuổi. Từ bạn bè ngoài đời đến đồng nghiệp không ai biết được cuộc sống thực sự của tôi 6 năm qua. Tôi cứ im lặng sống và lo cho mấy đứa nhỏ, và tôi hạnh phúc một điều, chúng nó coi tôi như cha ruột. Tôi biết về tuổi thơ của Phước, ba Duy Phương và mẹ Lê Giang chia tay khi hai anh em Phước còn rất nhỏ. Có khi nào vì tuổi thơ đau khổ đó nên Phước đồng cảm và thương hơn người phụ nữ của mình và hai đứa bé. Đúng rồi chị, gia đình tôi phải trải qua quá nhiều biến cố. Mình là đàn ông chẳng có gì để mất mát, nhưng người phụ nữ thì khác, họ mất rất nhiều. Trân Châu chia sẻ rằng vì quá giận chồng cũ nên cắt đứt liên lạc và không cho thăm con. Duy Phước nghĩ gì về điều này? Tôi không cấm đoán chuyện đó, nếu như sau này các con lớn lên, chúng biết nguồn cội của nó thì tôi hoàn toàn trân trọng. Chuyện tình cảm là duyên số, những đứa trẻ không có tội, nó có suy nghĩ riêng của nó. Nếu qua chương trình này, ba của các cháu có nhìn thấy và muốn đến thăm thì cứ đến thăm thoải mái. Chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua, tôi không còn quan tâm nữa.